Rồi các modality, các loại dụng cụ tập luyện. Nhiều khi đọc mấy cái tiếng Anh này xong cũng không có dịch ra nữa, chỉ hiểu hay mang máng phương thức tập luyện. Rồi, strength training machine là mấy cái máy á, ở trong mấy phòng gym commercial á. Có ai tập mấy cái máy đó chưa? Dũng chắc rành rồi. Hạnh trong tập Cali City Gym chắc cũng có. Duyên chắc cũng thấy rồi. Thì có Thấy thể mày mấy cái máy tập tạ đó, mấy cái máy tạ đút này kia nọ, mấy máy cố định để tập một nhóm cơ, hai nhóm cơ gì đó. có Thì biết nó gọi là strength training machine. Thì thí dụ mình đã từng gặp, mình đã từng thấy rồi thì mình có thể nêu thử coi ưu và nhược điểm của những cái loại máy này như thế nào hay không. em nghĩ là kiểu như là tùy máy anh, tại vì phần lớn á nó kiểu nó nghiêng về hyper đúng không, nhưng mà nó chỉ tập trung một nhóm cơ duy nhất thôi, nó không có linh động nhiều như là mình lifting hay là sao ấy, nó không có linh động như việc mình functional ạ. Ok. Rồi, còn ý gì nữa không? Những cái Mấy người mà kiểu người ta mới tập ấy, thì cho tập vào những cái máy kia nó ổn định được tư thế. Ok. Đúng rồi. Đó, thì đó là những cái ý chính của cái phần này thôi. Thì đây là cái dạng máy tập hỗ trợ tốt cho những người mới tập. Đây, thường là tốt cho việc tập luyện kháng lực cho những người new client. Đối với người mới thì mình cho nên tập những cái máy này, tại vì nó cố định thì nó sẽ giúp cho cái người tập á, ổn định được cái tư thế tốt hơn, dễ kiểm soát hơn. Và mỗi lần người ta chỉ cần kiểm soát một nhóm cơ thôi, nó sẽ dễ hơn. Rồi, dành cho những người mới bởi vì họ chưa có kinh nghiệm tập luyện. Rồi, và nó cũng hiệu quả, an toàn và hiệu quả hơn so với tập freeway. Freeway là mình tập những cái tạ mà không phải là máy, như là dumbbell, barbell, kettlebell thì là freeway. Những cái tạ tự do đó, tạ tự do thì gọi là freeway. Rồi thì hoặc là dành cho những người không có ổn định về, không có kiểm soát được cái khả năng giữ ổn định của cơ thể á, lack of stability nè, hoặc là bị giới hạn chức năng vận động, tức là có thể họ chưa có thể cầm cái đòn hoặc cái tạ đơn đẩy qua đầu được, overhead press chẳng hạn, thì đưa vô mấy cái máy này có thể do cái góc độ nghiêng của nó chẳng hạn thì nó sẽ hỗ trợ cho tập đỡ hơn, tốt hơn. Và hoặc là những người lớn tuổi, những người lớn tuổi họ tập cho khỏe, tập để tăng cái activity lên thì ok. Nói như vậy không có nghĩa là người trẻ không tập được, người trẻ vẫn tập được, tập khối lượng lớn vẫn được, không sao hết. Mà cái này thì thường người ta ưu tiên cho mấy người mới tập, thường cho mấy người mới tập. Rồi, nó có ưu điểm là mình có thể thay đổi tạ rất nhanh. Mình gắn tạ, những cái nhất là những cái máy tạ mà dùng cáp á, mình chỉ cần tháo cái chốt ra rồi đổi qua cái mức level khác thôi là nó sẽ nặng hơn hoặc là nó nhẹ hơn ngay lập tức. Nó sẽ được ưu điểm đó, nên nó phù hợp tập cái gì, nó phù hợp tập cho superset style hoặc là circuit training đó, đối với những người mới, để cho họ không có tốn quá nhiều thời gian để lắp tạ và nó bị gọi là phí cái intent, nó không duy trì được. Thì bây giờ mình có thể rút ngắn thời gian nghỉ lại bằng cách mình thay đổi tạ nhanh hơn. Và cái lợi ích của máy này nữa đó là không cần người hỗ trợ lúc tập. Không cần người hỗ trợ. Ví dụ đẩy ngực bằng những cái máy cố định đó thì không cần ai hỗ trợ hết, hoặc là đẩy vai cũng vậy, hoặc là gì nữa ta, đạp đùi chẳng hạn. Đó thì đây là những cái máy không cần người hỗ trợ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì thấy có nhiều bạn tập cái này cần người hỗ trợ, đó là do tập nặng. Đúng không? Mấy bạn có thấy tập nặng mà phải có người đứng kéo phụ hoặc là đứng đẩy phụ, nâng đỡ phụ đó. Thì cũng được. Cũng được, nhưng mà bản thân cái máy này nó đã ổn định rồi. Và thật ra nếu mà tập đúng thì mình nghĩ là nếu nên tập đủ vừa với sức của mình thôi, chứ bây giờ có thêm cái người sporter đó nữa thì nó lại, mình đâu thật sự đẩy bằng cái 100% sức của mình đối với cái máy đó hoặc là cái mức tạ đó đâu, đúng không? Đó là cái sức của người sporter, người ta phụ mình thôi. Thay vì vậy thì mình cứ đẩy cái mức nhẹ hơn nhưng mà tăng tempo lên chẳng hạn cho nó khó. Đó là một, cũng là một cách. Rồi, thì cái đoạn trên nói về những cái ưu điểm của cái loại dụng cụ này, thì đoạn dưới nói về
một số cái khuyết điểm, gọi là nhược điểm. Đối với cái này đó thì nó không có được gọi là kích hoạt toàn bộ cơ thể, dùng toàn bộ cơ thể để thực hiện chuyển động, nên nó không giúp mình cải thiện được cái chuyển động nhiều. Ví dụ như cái người đạp đùi á, đạp đùi nặng, đạp đùi tốt, chưa chắc là họ tập squat được đúng kỹ thuật. Tương tự cái người đẩy ngực bằng máy thì sẽ chưa chắc họ đẩy được bench press, đẩy bằng tạ đòn đúng kỹ thuật. Đó, đẩy vai cũng vậy, hoặc là những cái máy ngồi cố định kéo lưng chẳng hạn thì chưa chắc họ có thể đu xà được. Tại vì còn muốn tập những cái đó thì chúng ta sẽ tập những cái dạng loại dụng cụ khác như free weight hoặc body weight chẳng hạn, thì cái đó nó sẽ cải thiện được chức năng core nè. Như ở đây người ta có nói nó ít cải thiện về core stability so với free weight ha, đang so sánh giữa tập máy và tập free weight. Free weight là tạ đơn tạ đòn á, thì đối với free weight nó sẽ cải thiện được core stability và neuromuscular efficiency đó, và tức là kiểm soát được cơ thể bằng hệ thần kinh cơ, thực hiện động tác chuyển động đúng kỹ thuật được và tập được phần core, tại lúc này toàn bộ cơ thể và chịu lực, và cái phần chính là phần core phải chịu lực chứ không phải không cần phải dựa vào cái ghế hoặc là cái gì hết đó. Và machine đối với cái máy đó thì nó lại không được, nó thường là tập những cái nhóm cơ đơn khớp nên thì ngược lại nó sẽ không tác động vào nhiều khớp một lúc. Đây, multi joint movement không có được phối hợp vào, và nó sẽ không phối hợp được cả thân trên thân dưới. Ví dụ mình ngồi đẩy ngực thì mình chỉ có hoạt động đúng có cái khớp ngay chỗ cánh tay và thân mình, ngay chỗ cơ ngực thôi, cơ ngực, cơ vai, một số cơ, khoảng hai hoặc ba cơ tham gia, nhưng mà hầu như chỉ có một hoặc hai khớp trong một cái chuyển động đó, thì nó thường gọi là đơn khớp, các bài tập đơn khớp. Thì khi mà chuyển qua những cái bài đa khớp á, thì giống như họ phải tập lại từ đầu để kích hoạt thần kinh cơ. Như hồi nãy nói thì chúng ta không phải cứ tập tập được cái máy nặng thì chúng ta sẽ tập được những cái bài khác nặng y chang như vậy. Giống như nhiều hồi xưa mình có thấy giống như là mấy bạn sợ tập chân, sợ squat á, thì mấy bạn hay nói là thôi bây giờ đi tập đùi đi, nó cũng vô đùi, cũng vô mông, thì thôi đạp đùi đi, khỏi tập squat nữa. Đó là hồi đó mình cũng nghe giống vậy đó, thì không nhớ là có tập giống vậy hay không, nhưng mà thật sự khi mà tập dùng máy không á, thì nó sẽ bị giảm đi chức năng phối hợp vận động của toàn cơ thể, cả thân trên thân dưới. Như bài tập squat chẳng hạn thì chúng ta phải dùng gọi là full body, thân trên thân dưới, core, rồi cả hệ thần kinh để kiểm soát chuyển động và để nâng mức tạ đó. Thì từ những cái như vậy á, đối với tập free weight á, nó sẽ tác động vào cơ thể, nó mới trigger được, nó trigger được cái chuyện là à phải thích nghi với mức tạ, phải thay đổi cái này cái kia, thay đổi về hormone, thay đổi về liên kết thần kinh, thay đổi về cơ bắp, nó sẽ tốt hơn nhiều so với tập máy đó. Thì đó là những cái mà đó những đối với cái máy này á, nó bị giới hạn. Và một còn một ý nữa là không phải ai cũng có thể ngồi vào vừa một kích cỡ máy. Đôi khi giống như những cái chỗ lớn như Cali hoặc City Gym nó nhập những cái máy nước ngoài về thì kích thước sẽ vừa với người nước ngoài nhiều hơn. Đôi khi một số máy người Việt mình nhỏ nhỏ con vô ngồi không được, ngồi tập thấy nó chất quốc. Có ai cảm giác vậy bao giờ chưa? Có ai tập thử mấy máy mà siêu bự chưa? Hạnh có tập chưa Hạnh? Em tập anh nhưng mà vẫn fit được, không thấy nổi Ok, nếu em fit được vậy là em có body international. Good tệ. job. Thank Ok, đó thì tức là sẽ có người vừa với những cái máy này, và có những người sẽ bị cao hơn hoặc thấp hơn hoặc nhỏ hơn, không vừa với, thì nó sẽ không fit được với tất cả các loại cơ thể, các kích thước của cơ thể, cũng như là nó không cùng một lúc hoạt động được nhiều mặt phẳng chuyển động. À, những cái mặt phẳng chuyển động, plane of motion, thường giống như đẩy thì chỉ có đẩy, hoặc kéo thì chỉ có kéo thôi, và cố định đúng một mặt phẳng thôi. Còn ví dụ mình tập free weight, mình có thể vừa kết hợp bước xoay, hoặc là sao ta, có thể giống như bài lên chia chẳng hạn, thầy bước ra trước, bước ngang, rồi bước ra sau, hoặc là đổi góc gì đó, thì nó đa dạng hơn để phối hợp chuyển động tốt hơn đó. Thì đó là một số cái nhược điểm của cái máy này.
Nhưng mà ví dụ tập đối với người mới đi. Đối với người mới thì đây là cái mức độ dễ nhất cho họ. Cứ quăng họ vô máy, kêu họ tập trung vào cách ép bả vai chẳng hạn, ép xương bả vai, rồi cảm nhận cơ ngực, rồi cách lóc được cùi chỏ lúc đẩy ngực. Đó. Thì khi mà họ quen được cái đó rồi, bắt đầu mình sẽ đưa họ qua freeway sẽ dễ hơn, tại họ đã nắm được cái chuyển động cơ bản của phần thân trên rồi. Lúc này bắt đầu họ sẽ tập trung vào những cái phần khác, giống như kiểm soát từ dưới bàn chân, chuyển lực lên mông này kia nọ. Đó. Thì họ bắt đầu chuyển qua bench press, dumbbell bench press. Rồi khó hơn thì bắt đầu chuyển qua mặt phẳng không ổn định bằng stabilization ball. Đó thì từng bước một để tăng cái độ khó lên. Ha. Đây nhắc lại về so sánh giữa cái ưu điểm và nhược điểm của machine với lại freeway. Vậy cái machine có những cái đó rồi thì có thể bạn nào nói ưu điểm và nhược điểm của tập freeway không? Freeway nhìn chung nó sẽ ngược lại so với một chút, nó sẽ ngược lại một chút so với tập với máy. Rồi, bây giờ có thể nhìn vào cái bảng này. Cái bảng này, ưu điểm có thể là dùng cho những người mới tập. Rồi, có thể nhấn mạnh vào đúng cái nhóm cơ mà họ muốn, hoặc là để rehab, tức là phục hồi chức năng. Cái việc nhấn mạnh vào từng nhóm cơ cụ thể đây là để phục hồi chức năng hoặc cho những người tập bodybuilding. Rồi, có đa dạng cái mức tạ. Cái này cũng là một lợi thế, nó có đa dạng mức tạ vì nó thay đổi liên, có cái khoảng tạ của nó rất là dài, từ giống như khoảng 5kg cho đến 90kg, 100kg, mình có thể thay đổi nhanh, không phải đi thay tạ khác bằng việc gắm cái stud này vào. Rồi không yêu cầu spotter. Rồi có thể extra support. Vẫn có thể có người hỗ trợ nếu trong trường hợp cần thiết, giữ cho cái người tập đó ổn định trong đúng cái mặt phẳng mà cái người huấn luyện viên muốn họ tập trong cái chuyển động đó, để tập trung vào cái biên độ chuyển động đó. Thì đây là ưu điểm của tập máy. Vậy nếu là ưu điểm của tập máy như vậy thì ưu điểm của freeway là như thế nào? Anh trả lời thử, tập freeway nhiều mà. Trả lời thử. Với lại strength machine thì em thấy là nó sẽ tập trung cơ khớp lên hoạt hơn nè, nhiều dụng nhiều cơ khớp này, kích hoạt core tốt hơn nè và yêu cầu kỹ thuật nhiều hơn. Dạ. Rồi. Tức là em là một tập luyện cũng lâu thì em thích, em nghĩ là em sẽ chọn freeway thì vì những chọn cái máy nữa, không ít lạm dụng máy lại. Ok. Rồi trước khi đi qua cái phần freeway, mình đi qua cái phần nhược điểm của, nhắc lại một số nhược điểm của cái máy. Thì một số nhiều cái loại máy không cho phép người tập được full body, total body, phần thân trên thân dưới cùng một lúc. Tức là những bài tập thường chia nhỏ ra chứ không có tập một lúc toàn bộ cơ thể được. Rồi những cái chuyển động chính thường sẽ dao động chỉ ở trong một mặt phẳng. Rồi không có tăng độ khó được cho phần core, nhất là phần ổn định cho phần core. Đó. Nên mấy người bodybuilding hiện tại á, tại vì họ cứ hít tập high volume á, họ tập high rep, giảm intent nên họ tập số nhiều vậy. Dần dần cái phần core của họ bị yếu nên thấy ai cũng tập phải đeo đai này kia hết. Và trong khi đó họ không tập đủ intent cho nó cao lên. Rồi không phải là một cái dụng cụ lý tưởng để cải thiện về tập luyện dành cho thể thao. Ví dụ như người đá banh, những người chạy, những người bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ hay kia, những cái môn thể thao thì tập luyện với máy không phải là một cái gọi là lý tưởng, tại vì nó cô lập chuyển động. Còn đối với những cái người tập thể thao mà thi đấu hoặc là chơi thể thao nghiệp dư chuyên nghiệp gì đó không cần biết, thì họ cần phải đa dạng mặt phẳng, phải có nhiều cái thành phần fitness trong đó, ví dụ có cardio, có flexibility, có balance, có đủ thứ hết trơn, có core stability, thì cái máy không đáp ứng được những cái đó. Rồi
Rồi máy sẽ không fit được tất cả các kích thước cơ thể khác nhau và thường nó sẽ mắc tiền hơn so với các loại dụng cụ khác. À, nó tập được có một hai thứ thôi nhưng cái tiền nhập nó về thì mắc hơn gấp mấy lần so với cái những thứ khác. Rồi, bạn nào có nói thì nói lại. Rồi, đối với free weight, thì như ưu điểm của nó là có thể tập trung vào đúng cái nhóm cơ cần tập. Và ở đây là thậm chí là hoặc là nhiều nhóm cơ cần tập cùng một lúc. Ví dụ có thể tập thân dưới, thân trên cùng lúc với nhau. Ví dụ như tập bài thruster chẳng hạn. Thruster là một bài squat xuống rồi đứng lên đẩy vai. Thì trong bài này chúng ta có thể tập được rất là nhiều thứ. Bài này là đến từ CrossFit. Thruster. Đây. Có thể coi tham khảo thử. Thì như các bạn thấy thì khi thực hiện bài thruster này mình phải có ổn định của phần core nè, phần sức mạnh của upper body, phần thân trên để có thể giữ được cái mức tạ này. Bên cạnh đó cần phải có cái sự linh hoạt, flexibility của phần khớp vai thì mới nâng được cái front rack như vậy, cù chỏ mới đưa lên được như vậy, chứ nếu không sẽ bị sập xuống. Đó, thì đây cũng là một cách có thể test được cái độ linh hoạt mobility của một người nào đó. Rồi lúc xuống thì squat thì liên quan đến phần thân dưới. Nhưng mà lúc bạn squat xuống như vậy thì phần core vẫn là chịu lực. Nên đây là một trong những bài gọi là total body khá tốt. Và cũng tập khá mệt. Đó. Anh ơi, thì... em hỏi xíu về một cái kỹ thuật cái bài này một xíu á. Thì khi có em cũng có hay làm cái động tác này thì cái phần wrist của em á, cái cổ tay ấy, thì nó hơi bị đau á, không biết là do nó chịu lực hay là do là mình hay do chịu lực tại mình chưa quen hay là do là nó có dấu hiệu của việc chấn thương thật. Có hai lý do. Một là chịu lực có thể do cái mức tạ đó nó quá nặng so với cổ tay của em, có thể handle được. Đó là một. Thứ hai á là có thể cái cổ tay của em chưa có đủ cái mobility, flexibility, cái độ linh hoạt thì em phải tập cổ tay vậy thôi. Dạ, thì okay, trước okay. trước khi tập cái bài đó trước khi tập cái bài đó thì em phải tập cái flexibility nó. Vâng. Cho cái bài đó. Thì ở đây những người mà tập CrossFit á hồi trước anh có coi, tại vì hồi trước anh cũng không làm được cái bài này. Tại vì lúc mà bẻ lên như vậy rất là đau. Rất là, thứ nhất là nó đau cùi chỏ ngay gân nè, thứ hai là nó đau cổ tay nè. Là do bị thiếu cái vậy tính ra đúng không? Dạ. Yeah. Nói đi, em nói đi. Ví dụ như bây giờ mình plank đi, mình high plank hay là mình đọc là động tác mountain climber đó, thì vô tình là kiểu như cái tay mình nó cũng từ từ nó cũng có thể là một cách để cái improve cái mobility đúng không? Của wrist đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cũng là một cách để cải thiện, nhưng mà ở cái động tác plank đi thì nó chỉ cải thiện một chiều. Đúng không? Ví dụ cải thiện con chiều này. Nhưng mà để cải thiện đúng được cái mobility của cái cổ tay á thì như mình nói nó luôn có bốn mặt phẳng, được chưa? Ba mặt phẳng chứ. Nhưng mà cái cổ tay mình có thể gặp được chiều nào? Gặp tới, gặp ngược, rồi nghiêng qua nghiêng lại. Đúng không? Thì chính xác. Chúng ta phải khởi động cho nó có hết cái flexibility của toàn bộ cái cổ tay, được chưa? Thì chúng ta phải ép xuống là một, hai là chúng ta quay bên hông, rồi quay bên này, quay ra quay vô, rồi úp lại thì nó mới đủ. Đó, như ở đây mấy cái trong video nè, mọi người đang hướng dẫn cách để cải thiện mobility nè. Cải thiện mobility của cái cổ tay. Đó, thì em cứ hiểu đơn giản cổ tay quay được bao nhiêu chiều, gặp được bao nhiêu chiều thì mình phải mở hết tất cả cái đó ra, giống như unlock nó ra thì mới xài được. Hiểu không? Đó. Ok. Rồi nếu như mà em dùng static stretch những cái này chưa được thì quay lại SMR những cái cơ cẳng tay nè, tại nó bị căng quá do mình kéo hoặc mình đẩy, mình gồng cái cơ cẳng tay quá mức thì nó sẽ bị căng chỗ này. Thì mình phải giãn cái cơ cẳng tay ra trước, xong sau đó mình mới giãn cái này nó mới tăng độ linh hoạt được. Đó. Dạ ok. Thì rồi, khi nào bị đau cổ tay lúc mà cầm front squat á thì có thể thử dùng ngay lúc đó SMR xong rồi giãn cơ
khoảng 15 phút gì đó, xong quay lại tập lại bài đó, cảm thấy nó sẽ khác liền. Dạ, ok anh. Ờ. Trời ơi, phát hiện. Ngày hôm hồi 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 trước anh đã từng giống như từng tập được cái front squat đó rồi, xong kiểu bỏ thời gian không tập, cái một hôm hứng quá cái quay lại tập theo kiểu như vậy, tập CrossFit mà không có khởi động. Nên khi mà cầm ngày xong, lúc tập đến khoảng gần sát cuối á, thì nó bắt đầu hơi nhói, nhưng mà do không khởi động đúng á, cơ bị căng á. Xong rồi về ngày hôm sau cái cổ tay không di chuyển được luôn. Nó bị gọi là tổn thương mô mềm á. Thì cái cổ tay không cầm nổi được đôi đũa hoặc cái muỗng là hiểu rồi đó. Nhưng mà đi chụp hình á, không có vấn đề gì xương khớp hết. Đó là do bị tổn thương mô mềm. Tổn thương mô mềm. Nên chị lúc đó chỉ có uống thuốc giảm đau rồi kháng viêm này kia thôi. Rồi qua khoảng mấy ngày nó tự động nó hết rồi, dán này kia nọ lên cho nó hết. Rồi nhưng mà đấy, đó là để rút kinh nghiệm sau đó khi nào muốn tập. Ví dụ cái mobility, cái não em chưa ghi nhớ được cái chuyển động đủ biên độ của cổ tay, thì mình phải mở nó ra tập cái mobility thường xuyên lên. Khi nào nó đã quen rồi với chuyển động đó thì lúc đó mình sẽ giảm cái tần suất tập cái mobility lại, mà mình chỉ vô động tác mình tập luôn đó. Rồi cái nào cũng có thời gian để tập để thực hiện. Rồi đối với tập freeway có thể giúp chúng ta cải thiện khả năng vận động viên, athletic performance. Như nãy ở trên kia khuyết điểm của cái máy thì đây là ưu điểm của freeway. Những cái khuyết điểm của máy thì những cái đó sẽ là ưu điểm của freeway. Freeway sẽ khắc phục những thứ đó. Rồi có thể thách thức được về core stability system, hệ thống core. Do những cái bài tập với freeway chúng ta cần phải sử dụng core nhiều để giữ ổn định cho cột sống. Rồi cải thiện được chuyển động dynamic của khớp, cũng như cái linh hoạt của tay chân của mình đó, proprioception. Rồi cho phép cái người thực hiện đó có thể di chuyển được, chuyển động được trong nhiều mặt phẳng, đa dạng các mặt phẳng. Thì cái ưu điểm của machine cũng sẽ là cái khuyết điểm, cái nhược điểm của freeway. Như tập freeway chúng ta sẽ có thể phải cần người squatter. Ví dụ như tập squat. À, đôi khi mình muốn lên tới 100% mà mình làm nổi. Thì một là mình phải set up sao cho nó an toàn. Hai là mình phải có người hỗ trợ cho an toàn, hoặc là bench press chẳng hạn. Bench press là cái bài dễ bị đè nhất, đè xong là lên không được đó. Đó là một vài thứ rồi. Hoặc là có thể bài tập freeway sẽ quá khó đối với người mới tập, bởi vì họ chưa nắm được kỹ thuật, và để dạy cho họ nắm kỹ thuật nó sẽ tốn thời gian, đôi khi nó sẽ làm cho cái người mới họ bị nản, được không? Nó sẽ ảnh hưởng như tâm lý người tập, tại vì đôi khi người ta muốn là người ta thấy được có những cái chuyện, cái tiến bộ liền, nhưng mà trong một buổi hoặc một hai buổi không thể họ perform được tốt được cái ví dụ kỹ thuật squat hoặc kỹ thuật deadlift hoặc overhead chẳng hạn. Nếu mà mình tư vấn không kỹ hoặc là hướng dẫn người ta mà mình cứ kiểu phải làm như vậy làm vậy mà một hồi người ta vẫn làm không được, họ sẽ bị thất vọng về bản thân, làm họ bị tuột cái mood không muốn tập luyện nữa, thì mình nên tránh cái đó ha. Rồi tập kiểu gì cũng được, nhưng mà phải luôn động viên họ, phải tìm cái gì đó phù hợp cho họ dễ tập để cho họ thấy sự tăng tiến từ từ, tiến bộ. Rồi có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nguy hiểm, không phải chấn thương mà nguy hiểm, vì ví dụ đôi khi một một giây phút nào đó chúng ta bị không tập trung trong lúc thực hiện động tác thì mình bị sập, đơn giản thôi. Giống như squat nặng xuống cái tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi lên không nổi sập, hoặc là đẩy đẩy tạ đòn qua đầu xong lúc xuống thì không đưa cái đầu ra đớp cái đòn vô mặt chẳng hạn. Đó là những cái phổ biến nhất. Hoặc là pull up chẳng hạn. Không, pull up thì cái đó là body weight, không phải không tính vào free weight. Ok, đó là một số cái rủi ro khi tập đối với freeway thì cần phải chú ý. Rồi, nhược điểm là sẽ phù hợp với đối tượng là tập gọi là trung bình trở lên. Đó, thì đó là một số ý các bạn có thể tóm gọn cho cái bảng này. Ưu và nhược điểm của machine và freeway. Đó, freeway thì barbell, dumbbell. Ở đây họ chỉ chia ra làm barbell và dumbbell thôi. Kettlebell sẽ có một cái phần riêng của nó. Như cái bảng phía trên, đa dạng mặt phẳng nè, cải thiện được motor unit learning và cải thiện được tổng gọi là phối hợp cơ thể. Rồi tốt cho phần core stability và chuyển động đa mặt phẳng.
hoặc là chuyển động một bên gì đó để fit cơ thể imbalance cũng là một cách. Hoạt động đa khớp. Rồi. Ở đây, mặc dù freeway mang lại nhiều lợi ích để cải thiện về tư thế, sự ổn định tư thế, sức mạnh và kích thước cơ bắp cũng như power, thì cũng tiềm ẩn một số rủi ro đối với người mới. Nếu cho đến khi, tức là nếu mà họ không tập đúng kỹ thuật thì sẽ tiềm ẩn rủi ro cho họ. Ví dụ tập freeway mà họ chưa nắm được kỹ thuật tập squat hoặc deadlift đúng thì họ dễ bị lỏng kho hoặc là cong lưng hoặc là chuyển động sai gối hay gì đó thì dẫn đến mỏi lưng, đau lưng dưới hoặc là đau gối gì đó khi mà họ mới tập. Thì chúng ta cần lưu ý ha. Ở đây người ta chỉ ra như vậy để làm gì? Để khi chúng ta tiếp cận với người khách, tùy vào cái địa điểm mà mình hướng dẫn cho người khách đó, ví dụ là ở hustle đi, không có cái máy nào hết, thì chúng ta phải tự hiểu là phải dùng freeway hướng dẫn cho họ thì phải tránh cái gì? Tránh cái việc làm họ bị thất vọng về bản thân, được chưa? Và luôn đặt cái yếu tố an toàn là hàng đầu, tại vì tập freeway dễ bị chấn thương và luôn phải đúng kỹ thuật để giữ cho họ an toàn và hiệu quả, được chưa? Đó. Còn ví dụ đối với những phòng gym lớn đi thì họ đã có nhiều máy rồi, có nhiều máy thì lúc này thì phải ngược lại, suy nghĩ ngược lại là à có máy nhưng không phải lúc nào cũng lạm dụng chỉ tập máy mà nên kết hợp tập máy và tập với các tạ freeway để nó cải thiện nhiều hơn. Đó. Đó là cách chúng ta làm. Rồi nếu như họ tập freeway không được thì đối với những nơi có máy thì nên giảm cái độ khó của bài tập xuống hoặc là đưa họ về quay lại tập những cái máy strength machine, strength training machine, được chưa? Để họ quay ngược về cái bước đầu tiên để kiểm soát cơ thể được trước đã. Thật ra thì ban đầu nếu mà đối với người mới tập á, thì cũng chưa cho cầm tạ đơn, tạ đòn gì đâu. Chủ yếu là họ phải kiểm soát được hơi thở, kiểm soát được core, kiểm soát được cơ mông, kiểm soát được tất cả xương bả vai, ép vai như thế nào, chuyển động cơ thể trước. Sau đó thì chúng ta mới tính tới chuyện cho họ cầm một cái gì đó để tập. Ha. Rồi. Form. Thanh tạ, đúng rồi. Beginner. Đối với người mới nè, tập core, hít thở, rồi tập siết bả vai, rồi tập những cái chuyển động movement pattern, những cái chuyển động cơ bản cho họ functional, rồi và những cái này phải đúng kỹ thuật hết. Sau đó mới kết hợp cũng là những bài đó và có thêm dụng cụ là những cái tạ đơn, tạ đòn như vậy hoặc là band hoặc gì đó, được chưa? Rồi đây là hướng dẫn sơ qua về kỹ thuật để spotting, để hỗ trợ. Để hỗ trợ một người tập. Cái việc đứng hỗ trợ cho người khác tập để tránh bị chấn thương thì chúng ta cần nên trao đổi trước là cái người đó định tập bao nhiêu rep trong cái set này để mình biết mình đỡ. Được chưa? Thứ hai là không bao giờ được lấy tạ ra khỏi cái người đang tập. À, giống như họ thấy thấy họ đang tập không nổi, đẩy lên hết nổi, nhào vô mình rút cái tạ ra là họ sẽ mất kiểm soát, họ sẽ lật liền. Được chưa? Rồi. Và khi ví dụ đối với một số bài như đẩy ngực, đẩy vai thì chúng ta không có đỡ cái cùi chỏ đối với tạ dumbbell nè, ở đây nói đối với tạ dumbbell mà chúng ta sẽ đỡ ở cái cổ tay, vịn ở cổ tay, đỡ nhẹ cổ tay để nâng lên. Chứ không đỡ cùi chỏ, tại đỡ cùi chỏ đến lúc họ chịu không nổi, họ nghiêng cái tạ vô đầu họ hoặc là họ rớt ra ngoài sẽ rớt dập chân những người kế bên. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ nắm ngay cổ tay đi song song và kiểm soát cho nó cân bằng giúp họ. Rồi. Cái người spotter này á phải nên chỉ nên á, hỗ trợ cho cái người đó vượt qua được cái điểm gọi là sticky point, tức là một cái chuyển động luôn có một cái điểm nào đó là cái điểm nặng nhất trong cái chuyển động đó, mà khi họ qua được cái điểm đó rồi họ có thể tự làm. Ví dụ như bài squat là cái điểm thấp nhất, nếu họ lên được một xíu thôi, khoảng chừng vài sen thôi là họ có thể tự đứng lên được, thì cái người spotter chỉ tập trung vào cái phần đó thôi, sau đó chứ không có phải người ta ngồi xuống xong rồi mình ôm nguyên người ta mình kéo lên hoặc là đẩy vai như vậy cái mình nắm mình kéo lên phụ người ta hoặc là người ta nằm đẩy ngực cái mình đứng mình tập tay, cái đó là không được. Ok rồi.
ở đây nói gì? Không bao giờ hỗ trợ tập quay start. À, không bao giờ hỗ cái người hỗ trợ này đối với cái máy mà strain machine á, đứng phía sau cái đống tạ, tại vì sẽ có thể bị kẹt tay kẹt chân trong cái mấy cục tạ lúc mà lên xuống á. À, lưu ý cái đó, tránh mấy cục tạ ra. Rồi, đối với tập freeway, đây là cái progression cho nó, cái mức tăng tiến nè. Thì đầu tiên cũng tập trên một mặt phẳng với hai tay, ví dụ đây hai tay xuống cùng lúc. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nó sẽ thăng bằng được hai bên cơ thể, bên trái bên phải, được không? Rồi, hai tay cùng xuống một lúc, cùng lên một lúc. Rồi, để khó hơn, chúng ta cũng cầm hai cục, nhưng mà một tay xuống, một tay giữ nguyên, xong sau đó đổi bên, một tay lên, một tay xuống. Thì nó sẽ thử thách cái việc kiểm soát cơ thể thăng bằng ở cái chỗ core nè, và toàn bộ thân dưới, mông này kia nè, đó. Rồi, khó hơn nữa, mình chỉ cầm một bên mình tập, thì lúc này người mình hầu như sẽ bị nghiêng về một bên, và mình phải gồng cơ thể làm sao để giữ cho nó thăng bằng. Ở đây chúng ta hướng dẫn khách, chúng ta sẽ thường hay nói là làm sao đó cầm hai cục lên xuống này, hoặc là cầm một cục như vậy, tập như là bình thường, giống như là làm như không có chuyện gì xảy ra đây hết, giống như là mọi thứ đang rất là bình thường. Họ phải tập được thì lúc này mới đúng kỹ thuật, là họ phải kiểm soát core nè, phải đạp chân nè, phải gồng mông nè, phải ép lưng xuống nè, thì nó mới ổn định được cái chuyển động, được chưa? Chứ không phải chuyển qua cầm một cục, bắt đầu cái người nghiêng xuống, rồi lúc đẩy lên thì người nghiêng lên, thì lúc này nó vô nghĩa cho cái việc mình tăng tiến. Hoặc là cái này cũng vậy, tại vì nó đang thử thách cái việc giữ ổn định cho cơ thể, thì chúng ta phải tập trung vào phần đó ha. Rồi, đó là về freeway với lại strain machine. Tiếp theo là đến cable machine. Thì cable machine nó sẽ cable machine đây cũng tương tự với freeway, những cái chuyển động tự do, được tự do, không có bị gò bó, không bị ràng buộc gì hết, và nó cũng hầu như không cần người spotter. Có lợi thế, nó kết hợp lợi thế của cái machine và cái freeway, tức là cái machine thì nó bị giới hạn chuyển động, thì cái máy cable machine này mình có thể dùng được đa mặt phẳng hơn. Và cái bất lợi, đúng rồi, nó lấy ưu điểm của cái freeway và cái machine. Thì như cái machine á, họ cũng không cần người hỗ trợ, thì ở đây tập với cái máy cable mình cũng không cần người hỗ trợ, và mình có thể tập toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể bằng cái máy cable này được, để có thể phát triển về stability, muscular endurance, độ chịu đựng, sức chịu đựng, hypertrophy, hoặc là strength, hoặc là power, đều được đối với máy cable này. Vậy cái máy cable này các bạn thường dùng tập bài gì? Thường á, mấy bạn mà tập gọi là body á, có thể tập cái có thể kéo lưng, kéo xuống, kéo ngang, ép ngực, rồi tập vai, lateral raise, front raise này kia, hoặc là face pull này kia. Thì ngoài những cái động tác như vậy, các bạn nghĩ còn có thể tập được cái gì? Để ví dụ tập stability thì mình sẽ tập như thế nào? Đó, em nghĩ là ở nữ anh, thường á, thì nếu như mấy cable thì thường là nữ cũng hay tập lắm. Ví dụ ở phần dưới ấy, tại vì nó cũng em cũng cải thiện nhiều á. Ví dụ như là glute kick back nè. Hoặc là kiểu như là cái gì á, mình cái gì ta? Glute push, em không biết nữa, nhưng mà cái động tác đó là mình để cái mình kéo nó xuống dưới cùng. Xong rồi mình đứng ngược là mình kéo. Ok. Với lại lunges nữa, nhưng mà ít lắm. Alright. Rồi mình thoát ra cái rồi mình vào lại ha. Có bạn nào thắc mắc không? Ok, để mình thoát ra rồi vào lại, còn có gần một phút.